Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục kiểm tra chất lượng nước sạch nhà máy nước sông Đà tại các điểm khác nhau. Kinh nghiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường của xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh khuyến khích các hộ chăn nuôi lợn không nên tái đàn mà đổi vật nuôi. Công nghệ hội tụ tại triển lãm Crowtech Việt Nam 2019. Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy mẫu nước tại các vị trí theo hệ thống cung cấp và phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tiến hành phân tích mẫu. Sở Y tế Hà Nội đã lấy 4 mẫu nước của nhà máy vào ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại các vị trí mẫu nước thành phẩm tại nhà máy, bể chứa trung gian tại xã Yên Bình, Thạch Thất, trạm điều tiết lưu lượng Tẩy Mỗ, họng kiểm soát 1.200 bixi, xét nghiệm chỉ tiêu Styren theo quy chuẩn Việt Nam 01-2009 Bộ Y tế. Kết quả là cả 4 mẫu đều đạt quy chuẩn. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng lấy 21 mẫu nước vào ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại chung cư hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp của công ty nước sạch sông Đà thuộc 7 quận huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Tử Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, xét nghiệm chỉ tiêu Styren theo quy chuẩn Việt Nam 01-2009 Bộ Y tế, và cả 21 mẫu này cũng đều đạt quy chuẩn. Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy mẫu nước trong các ngày tiếp theo và phối hợp Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế lấy mẫu nước của nhà máy nước sông Đà và các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt. Tại tỉnh Hải Dương, thời gian qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có đóng góp đáng kể của hội viên phụ nữ các cấp. Hội Phụ nữ Hải Dương đã tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các tiêu chí của chương trình gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Những tuyến đường bê tông trục thôn, xã, khang trang, rộng rãi, xuất hiện những con đường hoa lung linh khoe sắc. Bên cạnh việc lo toan với cuộc sống gia đình hàng ngày, giờ đây chị em hội viên phụ nữ còn biết chăm lo cảnh quan môi trường, cụ thể là chăm chút cho những tuyến đường hoa ngày càng thêm rực rỡ. Mỗi một khi đi qua con đường làng này thì tôi không biết mọi người thế nào, nhưng riêng bản thân tôi thấy cảm giác rất là vui và thấy người như khỏe ra, thấy hoa hai bên đường như là đi tham quan ấy. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã lấy việc thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch là hoạt động thiết thực để các cấp hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Bởi thực hiện tốt cuộc vận động sẽ góp phần thực hiện 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện là một tổ chức hội mà tôi cho rằng có cái nhiều đóng góp với lại cái việc tham gia vào cái kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Đặc biệt ở đây là trong cái vai trò xây dựng cái tổ chức hội vững mạnh, tập hợp cái hội viên để coi như là tham gia vào các cái nhiệm vụ chính trị của cấp huyện, đã tích cực tức là làm nòng cốt trong các cái phong trào vệ sinh môi trường và tạo lên những cái phong cảnh của nông thôn để mà xứng đáng thực sự là cái hình ảnh của một cái nông thôn mới. Qua các cái phong trào tham gia các cái hoạt động phong trào để xây dựng nông thôn mới thì đã xuất hiện các cái gương điển hình tiên tiến, vận động cán bộ hội viên phụ nữ góp công góp của rồi hiến đất để cho cái chương trình thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Thời gian tới, các cấp hội xác định thường xuyên chăm lo xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, tiếp tục động viên phụ nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từ đó góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, người dân thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên không ai không biết đến hai vợ chồng ông bà Hoàng Phan Bánh và Đinh Thị Bé. Những năm qua, ông bà luôn là những cá nhân tích cực tham gia đóng góp xã hội hóa, xây dựng quê hương. Đến nay, hai vợ chồng ông bà Hoàng Văn Bánh và Đinh Thị Bé cũng không nhớ rõ gia đình mình đã ủng hộ đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, số kinh phí là bao nhiêu. Chỉ biết rằng, mỗi khi địa phương huy động sự đóng góp của nhân dân để làm đường giao thông, tu sửa, trùng tu các di tích lịch sử trên địa bàn, ông bà đều tích cực tham gia. Không chỉ vậy, ông bà còn vận động con trai Hoàng Văn Oánh đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Điện Biên đóng góp xây dựng quê hương, trung bình từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.
đặc biệt gia đình còn tài trợ 100% kinh phí đầu tư làm mới hơn 400 mét đường thôn xóm với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Trong lúc làm, gia đình rất là nhiệt tình, động viên hàng xóm láng giềng cùng nhau để làm sao mình giám sát cái công trình, làm sao cho nó đảm bảo. Sau khi thi công, được cái nhân dân, rồi cán bộ nhân dân địa phương đánh giá, gia đình rất là tuyệt vời trong cái việc xây dựng nông thôn mới. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố thăm tặng quà 20 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hải Dương thăm tặng quà cho 20 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Dương. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần chia sẻ khó khăn vất vả của các gia đình có người khuyết tật, động viên bản thân người khuyết tật và các gia đình cố gắng vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời cũng mong các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn mặc cảm. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chưa bao giờ vấn đề môi trường lại được nhắc và thu hút sự quan tâm của cả xã hội nhiều như hiện nay, cũng bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trong thực tế thì địa phương nào càng phát triển thì nguy cơ ô nhiễm càng cao, không kể nông thôn hay thành thị. Vì thế, việc thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm của từng khu dân cư là hết sức cần thiết. Ghi nhận tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, địa phương đã có nhiều năm thực hiện tốt công tác bảo vệ và gìn giữ môi trường. Phụng Công là một trong rất ít địa phương đến nay vẫn giữ được nguyên vẹn hệ thống ao hồ với diện tích trên 30 ha. Dù địa phương này nằm cận kề với thủ đô Hà Nội và đô thị xanh EcoPark nên giá đất ở đây rất cao. Điều đáng quý là hệ thống cây xanh nhiều cùng với ao hồ nằm liền kề nhau, chạy dọc theo đường trục của xã và các tuyến đường liên thôn luôn tạo ra cảnh quan thôn quê thanh bình sạch đẹp với không gian thoáng mát trong lành và là nơi nghỉ ngơi của người dân trong những ngày hè nóng đực. Để giữ được hệ thống ao hồ và có được cảnh quan như hiện nay, bên cạnh sự kiên quyết của chính quyền, phải nói đến ý thức của người dân Phụng Công đối với việc gìn giữ và bảo vệ môi trường của từng người dân trong từng gia đình và cộng đồng dân cư. Muốn có một sức khỏe thì môi trường phải làm sạch trước đã. Vì ngay ở trong nhà tôi cũng vậy chứ. Vì đã quy định của thôn đề ra những rác thải là phải tập trung một chỗ để thu gom, là mình phải chấp hành như thế. Chứ không thể vứt chỗ nào cũng vứt, chỗ nào cũng vứt được khác thế, kể cả một cái túi bóng cũng vậy, không bao giờ vứt được. Tôi bảo các con, tôi bảo các cháu đó nên trồng nhiều cây. Với nhận thức bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình, nên cách đây 15 năm, xã Phụng Công đã thành lập các tổ thu gom rác thải của các thôn, đầu tư kinh phí mua xe chở rác. Từ đó đến nay vẫn duy trì hoạt động có nền nếp hiệu quả cao. Bên cạnh đó là hàng loạt các phong trào về bảo vệ môi trường do các đoàn thể phát động, như phong trào trồng cây xanh, ngày thứ Bảy Chủ nhật xanh, thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh môi trường, phong trào 503 sạch của Hội Phụ Nữ, và mới đây là phong trào chống rác thải nhựa và phân loại rác tại hộ gia đình. Phụ nữ chúng tôi là những người nòng cốt, trước tiên là phải gương mẫu từ trong gia đình, và vận động mọi người trong gia đình để thực hiện tốt cái phong trào là 503 sạch, và vận động đến mọi hội viên và chòm xóm xung quanh chung tay để giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Để có được kết quả này, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn bảo vệ môi trường, xã đã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, nhất là không để tình trạng lấn chiếm hệ thống ao hồ, không cho thuê thầu và yêu cầu các khu dân cư quản lý, không để nước ao hồ bị ô nhiễm. Cùng với đó, đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước thải ngầm trong khu dân cư và đã đưa vào toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm ra khu chăn nuôi tập trung ngoài bãi sông Hồng, quản lý chặt chẽ các hộ sản xuất kinh doanh buôn bán có nguy cơ gây ô nhiễm. Để giữ được cái môi trường trong sạch như ngày hôm nay thì công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng. Đảng cũng có nghị quyết, Ủy ban nhân dân cũng đã xây dựng kế hoạch để giao cho các đoàn thể để triển khai theo cái kế hoạch của đoàn thể, đồng thời đó là huy động sức dân thường xuyên tổ chức công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Từ đó cho nên là cái môi trường cũng được xanh và sạch đẹp hơn.
cái sự ủng hộ của người dân và ý thức của các hộ gia đình mà hết sức quan trọng. Những việc làm ở Phụng Công không phải là việc làm mới, song việc duy trì và đưa các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường được mọi thành viên trong cộng đồng cùng tham gia rất đáng để các địa phương tham khảo. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Một sự kiện thường niên thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà sản xuất, nông dân từ các doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu khoa học sắp diễn ra tại Hà Nội. Đó là triển lãm Kinh tế Thiết bị và Công nghệ Nông Lâm Ngư nghiệp GrowTech Việt Nam năm 2019. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm ICE 91 Trần Hưng Đạo. GrowTech Việt Nam 2019 hứa hẹn là điểm đến cho tất cả các máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật liệu và sản phẩm từ nhân giống và hạt giống, cây trồng, thức ăn chăn nuôi, trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, đóng gói, chế biến, giám sát hậu cần, dụng cụ và thiết bị trong trồng trọt. Tại buổi họp báo giới thiệu GrowTech 2019 tại Hà Nội, ban tổ chức cho biết với quy mô 250 gian hàng, GrowTech Việt Nam 2019 tiếp tục là nơi tin cậy để trưng bày hơn 5.000 sản phẩm thiết bị công nghệ đến từ hơn 20 quốc gia Hà Lan, Pháp, New Zealand, Ý, Chile, Tây Ban Nha, là sân chơi mang tầm vóc quốc tế của các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Triển lãm GrowTech Việt Nam hướng đến hai mục tiêu là trình diễn giới thiệu các công nghệ thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất áp dụng trong nông nghiệp cho các đối tượng là các hộ nông dân, cơ sở trồng trọt chăn nuôi không có điều kiện tham quan, tìm hiểu các công nghệ mới trên thế giới nhằm phục vụ sản xuất lao động hàng ngày, kết nối chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác là các đại lý thương mại cho các sản phẩm máy móc thiết bị nông nghiệp giữa các doanh nghiệp nước ngoài tham dự triển lãm và trong nước. Cơ cấu lại vùng chè nguyên liệu Mường Khương. Đây là yêu cầu của ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai khi phân tích thực tế và những bất cập trong sản xuất chè tại vùng chè nguyên liệu lớn nhất của tỉnh. Xác định cây chè là cây trồng chủ lực của huyện, những năm qua huyện Mường Khương đã dành nhiều sự quan tâm để phát triển loại cây trồng này. Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất chế biến sản phẩm chè còn nhiều bất cập như năng suất, chất lượng, giá bán sản phẩm còn thấp, có nơi cấp ủy chính quyền địa phương chưa tích cực vào cuộc. Còn một bộ phận người dân vùng cao chưa thiết tha với cây chè, giá đầu ra còn thấp và mới dừng ở các thị trường dễ tính như Đài Loan, Trung Đông. Thời gian tới, huyện Mường Khương xác định tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức được lợi ích của cây chè. Các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thị trường, đầu tư khai thác và cạnh tranh lành mạnh. Trong giai đoạn 2020-2030, để có diện tích khoảng 5.000 đến 7.000 hectare, huyện Mường Khương sẽ có quy hoạch cụ thể, xác định các diện tích sản xuất kém hiệu quả, chuyển đổi để trồng chè, phát huy nguồn lực của doanh nghiệp và nhân dân, phát triển các vùng chè chất lượng cao gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, phát triển các vùng chè sản xuất hữu cơ Việt Gáp. Trước mắt, chọn vùng có diện tích phù hợp giao cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu chè tiêu chuẩn, có thương hiệu mạnh, giá trị cao. Đến tháng 9 năm 2019, Mường Khương là vùng chè lớn nhất tỉnh Lào Cai với diện tích trên 2.900 ha, sản lượng trên 19.000 tấn. Giá trị ước đạt trên 117 tỷ đồng. Đông Triều là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nhiều do dịch tả lợn châu Phi với gần 58.000 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng trên 2.400 tấn. Hiện nay, cùng với các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh, địa phương cũng đang khuyến khích các hộ dân chuyển đổi vật nuôi khi chưa tái đàn lợn để giải quyết nguồn cung thực phẩm vào dịp cuối năm. Đến thời điểm này, mặc dù thị xã Đông Triều đã có 14 trên 21 xã phường qua 3 tháng không phát sinh thêm dịch tả lợn châu Phi. Nhưng hiện nay, các biện pháp phòng dịch vẫn được thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và các hộ dân tăng cường. Trong thời gian chờ tái đàn lợn, thị xã Đông Triều vẫn đang khuyến khích các hộ dân chuyển đổi sang các đối tượng nuôi mới để phát triển kinh tế. Thị xã châu Phi thì tôi có chuồng trại, thì tôi bây giờ tôi đang bắt đầu chuyển sang là làm con thỏ. Con thỏ thì bây giờ đang đẻ thì tôi đang sửa tiếp để nuôi con thỏ thịt. Còn một số chuồng nữa thì tôi chuyển nuôi bồ câu. Thì dự kiến là cái chuồng bồ câu tôi sẽ dự kiến là nuôi đến khoảng 1.000 đôi. Ngoài cái đối tượng gia cầm thủy cầm ra đấy thì liên quan đến chăn nuôi trâu bò và chăn nuôi một số các cái sản phẩm. Thế và cũng phải nghe cái tín hiệu của thị trường để rồi đầu tư những cái con vật nuôi làm sao có hiệu quả cao. Cùng với các địa phương trong tỉnh, đến nay, thị xã Đông Triều đã chi trả 77 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho các hộ có lợn bị dịch tả châu Phi phải tiêu hủy để đầu tư chuyển sang các vật nuôi mới.
do chưa vào cuộc thực hiện nghiêm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, nên đến nay, thành phố Hưng Yên vẫn còn trên 1.000 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp. Thời điểm hiện tại, thành phố Hưng Yên mới giải tỏa được trên 90 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp. Hiện vẫn còn trên 1.100 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà xưởng nhà ở và chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp. Tập trung nhiều tại phường Lam Sơn 179 trường hợp, xã Liên Phương 65 trường hợp, xã Bảo Khê 282 trường hợp, Hồng Nam 57 trường hợp. Sở dĩ kết quả thực hiện đạt thấp là do trong thời gian dài như vậy, nhưng thành phố mới dừng lại ở việc tuyên truyền vận động mà chưa tiến hành cưỡng chế trường hợp vi phạm nào. Để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho người dân, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình đập thủy lợi Khuôn Lù với giá trị gần 15,6 tỷ đồng. Sau hai lần gia hạn thời gian thi công, đến nay công trình đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa phát huy được hiệu quả. Là 1/12 đập thủy lợi của dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi xã Trung Trực. Công trình đập thủy lợi Khuôn Lù được xây dựng từ tháng 5 năm 2010. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2015, công trình mới hoàn thành. Không những thế, đến tận tháng 1 năm 2019, chủ đầu tư mới ký biên bản bàn giao cho Ủy ban Nhân dân xã Trung Trực, nhưng lại không bàn giao biên bản và hồ sơ hoàn thành công trình. Theo tìm hiểu, do chậm bàn giao nên công trình không có đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ. Nhiều hộ gia đình tự ý nuôi trồng thủy sản trên mặt hồ, nhiều đoạn kênh đã bị hư hỏng, nhiều chỗ nước bị rò rỉ, một số vị trí tuyến kênh đã bị đất vùi lấp không có khả năng dẫn nước. Cạo nọ của cô cạn nhá, không có một tí nước nào. Ôi rồi mà đi lấy nước mưa cứ phải mang đi một tải đất, mỗi một cái kênh đấy phải cho một tải đất hết à? Thế thì xem thế nào được? Mà nó toàn ùn tắc từ trong kia ra này. Gia đình bà Trần Thị Thoa nằm cách công trình thủy lợi Khuôn Lù khoảng 50 mét, đoạn kênh dẫn nước đi qua diện tích đất của gia đình bà bị trũng. Nước thường xuyên chảy tràn ra ngoài và tràn vào khu vực chăn nuôi của gia đình. Gia đình bà đã phải tự bỏ tiền để xây thêm một hàng gạch lên trên thành kênh dẫn nước. Tràn nó chảy hết xuống đây, chảy to lắm. Lúc nào làm kém chất lượng mà cái anh nào quay như vậy. Cái chỗ này nằm trúng quá, chỗ kia cao quá, không bao giờ nước về được. Ruộng lúa của gia đình ông Đào Văn Sẩm cũng nằm ở điểm cuối của tuyến kênh dẫn nước từ hồ thủy lợi Khuôn Lù. Nhưng từ nhiều năm nay, gia đình ông và nhiều hộ dân trong thôn vẫn phải bắc nước từ hệ thống thủy lợi cũ của xã, nằm cách khu ruộng của gia đình ông gần 2 km để dùng. Nếu mà để mà thông sang đây mà để cho dân làm ruộng đây là không có. Không có một tí nào luôn. Còn cứ bảo làm đấy, bao nhiêu là tiền nhà nước, bao nhiêu tỷ. Có về được tí nước nào ở ruộng ở đâu. Ủy ban nhân huyện cũng đã làm việc với nhà thầu thi công công trình. Và cũng đã yêu cầu nhà thầu thi công công trình là khẩn trương khắc phục những cái tồn tại về vấn đề kỹ thuật cũng như là khắc phục những cái hư hỏng để hoàn thành sớm cái những cái việc khắc phục này trong tháng 10. Công trình đập thủy lợi Khuôn Lù với tổng số vốn hàng chục tỷ đồng nhưng chưa phát huy hiệu quả, không đảm bảo cung cấp nước sản xuất cho người dân như mục tiêu đã đề ra. Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cần có giải pháp khắc phục tình trạng trên, sớm phát huy hiệu quả của công trình. Xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, những năm qua, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, tại Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn của huyện Thanh Liêm đã tiếp gần 340 lượt người, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp trên 70 lượt người, Thanh tra huyện cũng tiếp nhận gần 100 đơn và tham mưu phối hợp giải quyết đơn kiến nghị 57 vụ việc ở các lĩnh vực. Có được kết quả trên là do huyện Thanh Liêm đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã thị trấn. Đồng thời chỉ đạo các xã, ban tiếp công dân và các cơ quan đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra kiểm tra, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân thì một tháng thì ủy ban nhân dân tiếp hai buổi vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng. Thế thì trong quá trình tiếp công dân, sau cái buổi tiếp công dân thì thanh tra huyện phối hợp với ban tiếp công dân là có cái thông báo tiếp công dân đến các đơn vị có công dân đến ủy ban nhân dân huyện và tiếp nhận đơn thư thì cũng có các cơ quan thanh tra huyện phối hợp với ban tiếp công dân là phân loại và xử lý đơn thư để chuyển các đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền.
Thế thì trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thế thì đối với các xã và các đơn vị thì cơ quan thanh tra huyện là thường xuyên phối hợp để cùng xem xét để giải quyết, để đảm bảo làm sao là cái kết quả giải quyết của công dân đúng thời hạn này, đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, huyện Thanh Liêm cũng tăng cường công tác đối thoại với công dân để nắm rõ nội dung sự việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, cơ quan đơn vị có thẩm quyền, phối hợp với cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn giải quyết dứt điểm. Với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở huyện Thanh Liêm đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo đạt gần 95%, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường ổn định, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.